Mẹ sao rồi anh? Sao đi mẹ phun thuốc rồi. Đi phun thuốc ruộng á? À? Vâng. Thế à? Không ở nhà, phun xa không? À. Chào tất cả các bạn nhé. Chiều nó lên hơi muộn, nhà có việc. Hôm nay nhà anh Sao gửi nhận được rất là nhiều các món quà, tin vui đến với gia đình. Đầu tiên đó là đây là em Mai Hiền gửi cô Hoa. Cô Hoa ở Hà Nội có gửi quần áo cho gia đình. Rất là cảm ơn cô. Mình vừa mới cô Hoa sáng nay vừa ăn cơm ở nhà hàng mình, đi từ thiện lên trường học ở trường Tú Lệ. Thế cô không lên đây được. Đây là của cô Hoa. Đó, món quà này của cô Hoa. Anh ơi, bê vào trong nhà, vào trong sân giúp em với. Bé Sao lại không ở nhà nhỉ? Tí phải tìm chắc về. Bé Sao đi ấy xa không? Đi phun thuốc xa không? Ờ. Đi theo bà. Xin chào. Ây da. Vẫn là hai ông thợ à? Hả? Một thợ á? Mày chát giỏi nhỉ? Một mình à? Thế thằng ấy đâu rồi? Đi về á? À? Có việc á? À? Ai da. Một mình ông con rể. Tự chát. Ừ, thua rồi. Thế không tìm, chưa tìm được ấy hả em? Chưa tìm được thợ à? Đấy, bác nào mà ở gần gần đây thì có thể là liên hệ đến với kênh vào đây làm công ấy. Làm thợ giúp con rể này, gái không nó một mình này làm. Nó làm cũng nhanh đấy, cũng tay cũng giỏi đấy, nhưng mà làm một mình này thì hơi lâu. Thế là cả buổi sáng là chát được một vòng quanh này. Ác phết đấy nhỉ. Được thằng con rể này cũng ác ấy. Tự một mình tự chinh chiến thế này tao thua luôn rồi đấy. Được. Được đấy. Ác chiến đấy. Xin chào. Chát này thì chát từ trên chát xuống các bạn nhé. Đây hôm qua thì về phần xây thô thì các bạn biết rồi đấy. Là gia đình đã xây xong hết rồi. Phần xây thô rồi, bây giờ vào hoàn thiện. Hoàn thiện thì có cũng có một tin rất là vui cho gia đình nữa, đó là tí nữa mình đến mình báo cho anh Sao biết. Bên này thử xem nào, nhìn qua xem nào. Chỗ này phải, nếu mà làm bếp thì phải ấy xuống đấy, phải múc vào trong một tí đấy. Giờ cái chuồng lợn cứ quá nhỉ, làm nó vuông theo nhà thì đẹp quá. Nó lồi ra đây dính đất mượn. Hôm qua thì thôi tiết lộ trước với bạn, các bạn là thế này. Hôm qua thì mình cũng nói trên kênh là cũng rất là khó khăn. Bây giờ số tiền ủng hộ thì cũng còn eo hẹp, chưa làm được bếp, với lại có thể là láng xi măng bằng láng nền bằng xi măng. Nhưng mà cũng rất là vui khi mà buổi sáng hôm nay khi mà đăng video ấy thì xin được cảm ơn tới anh chị Yến Vương đó, lấy tên là chú Bảy chuyển giúp cháu Sao là tổng là 10 triệu đồng, trong đó là 5 triệu là xây nhà bếp và xây nhà bếp đây, và 5 triệu là lát gạch hoa. Đấy, thông báo cho gia đình biết là có chú Bảy nhá, giúp thêm 10 triệu, 5 triệu để mua gạch hoa và 5 triệu là xây một cái bếp con ra đấy để lợp mái ra. Đấy, 5 triệu làm mái và 5 triệu lắp cái gạch hoa này. Đấy, hiện tại thì số tiền đã lên hơn 70 triệu rồi. Còn ví dụ phần vật liệu như là lợp mái này hiện tại vẫn đang thiếu này. Và vật liệu nói chung là công làm cửa này là chưa có, nên cũng rất là mong các nhà hảo tâm giúp đỡ đến gia đình.
Ui, có chuối à? Ra đây xem nào. Có món gì đấy anh? Món chuối. Chuối à? Tưởng có con gì trong cái bao tải kia. Không, chuối chín thôi. Ờ. À. Có bán không? Hả? Bán. Đâu 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 mang đây. Chuối chín không đấy? Ây da, có chuối ngon thế, mình trồng ở trên rừng à? Trên lán đây. Trên lán à? Ở đây thế? Anh sao đây thế? Ui ngon đấy, bao tiền chỗ này đi. Bán cho em để mua cho anh em thợ ăn. Lấy thí, tí hỏi bà ấy. Ừ. Bà ấy đang nha. Sao ấy? Hơi, đi phun thuốc mà còn ăn cái đấy á? À? Phun từ đâu về? Đi ruộng phun. Đi ruộng phun à? Đây, cầm lên cho anh em thợ nhắm này. Em mua cái chỗ của ông này. Ừ, lên trên này để em bảo cái ấy đâu có bác gửi quần áo cho để xem thử xem có vừa không. Này làm quả chuối. Quả chuối này tiếng Khmer là gì? Tà roi. Tà roi á? Tà roi. Ăn là gì? Mắc tà roi. Mắc tà roi. Chuối ngon thế này bà con đi rừng về các bạn ạ. Làm miếng chuối nữa. Thơm thế. Chuối anh. Đấy, nhìn này. Đai đai vào đầu này. Cái gì nhỉ? Xin chào là cái gì nhỉ? Vâng, không tiếng Khơ Mú mà. Chào tai. Này, nhìn này, đai vào đầu này các bạn nhìn thấy hay chưa? Đấy. Rất là đầu, rất là cứng đâu mình hôm nọ làm một lần mà. À, bao nhiêu tiền chuối để cháu gửi từ từ đã, ngồi nói chuyện tí đã. Chơi tí. Chuối chín á. Ờ. Chưa phải tiền đâu. Chưa phải tiền á. Ừ. Để mai mua kem. À mai mua cái gì dạ giả dạ, nếu không. Chị ở bản lọng ấy, chị có ở đây. Bản lọng á, thế cho em vay tiền em không cầm tiền mặt đâu. Thế có khoản chuyển khoản giúp chị 200.000. Có 10.000 thôi. Nhận được ở. Ơi ăn đi có không phải tiền đâu. Chị không phải lấy tiền đâu. Biết thế chị lấy nhiều. Từ đã ngồi đây đã. Ngồi xuống để nói chuyện tí. Bình tĩnh. Gì vội thế. Đây thì A Tú thử phát đội lên đầu xem có lên được không. Thế em đội đi. Thử nhá. Để thử phát xem nào. Sợ đầu em không gùi được ấy. Hôm nọ về em tí gãy cổ phải đi. Bảo vợ cho đi massage mà. Nhưng mà mệt quá không đi được. Lúc đầu tiên là lên vai trước à? Ừ, lên vai trước. Không cần đâu em. Hả? Không cần lên vai đâu. Cứ lên thẳng đầu á? Lên đây. Thẳng lên đầu ấy. Cho lên đầu. Ừ. Nào. Này gãy cổ chết ấy. Úi dồi ôi, thế này đi thế nào được nặng lắm. Thế chị nhấc chứ. Nào, nhấc lên đầu đấy. Nhấc lên nhá. Nhấc lên đã. Mình thử phát xem nào. Ô, thế này đi thế nào được. Úi, nó lật cái đầu lại này. Sợ thật đấy. Chịu nhỉ, sao lại nghĩ ra cái bài này. Dân tộc cũng như thế á. Cái này cái cổ phải thật cứng thì mới đi được. Tại vì cái lực nó cứ kéo cái đầu ngược lại này này. Hả? Tại hồi xưa với chị ăn hòn đá nhiều ấy. Ăn hòn đá nhiều à? Nên con cún này. Đi nương xong cái trộm dâu đằng sau này. Thế á? À chị cho ăn cho chị cứ nhặt đi đấy. Nhặt chị dâu ở đằng sau đấy. Thế là cũng ăn cái đá giống chị ấy này à? Có chứ. Nghiện đá đấy. Nghiện á? Ừ. Nào cho em xuống bắt gãy cổ chết đấy. Ăn đá nghiện lắm. Hả? Ơ chờ tí để gửi tiền đã, từ từ. Bên đây chị lấy nhiều cho các em ăn này. Chị nặng chị không vân lấy nhiều xuống. Từ từ đã. Mắc xèn. Hả? Mới đi cái mùi. Ní cái mảnh. Từ lửa. Để đưa cho bà không bà nặng. Mượn tiền nhá. Thôi đây. Không đưa chị tiền đâu này. Thôi. Cất đi. Đi. Về nhá. Công nhận cái cổ họ cứng thật.
Ây dạ. Toàn mồ hôi mà nó đau ấy, nó đau ở gáy này này. Lúc về ấy. Ừ. Hôm nọ mình thử đúng có mấy mét rồi về đau hết cái gáy này. Sợ. Đâu cái anh đâu? À cái sao đâu? Cái này rửa sạch chưa? Cái ấy cái kìa. Bình ấy. Tắm tiếc đi quá, đi phun thuốc về này. Ra suối tắm tiên luôn đi, không là cái này đục quá. Tắm rửa qua thì không là nó nhiễm vào người là chết thì nguy hiểm lắm. Xong là gọi cái sao về đây để xem quần áo nhá. Đang chờ cái bé Sao với mẹ đi về xong để đi về đây để xuống đây xuống đây. Ờ xin chào hả? Ờ đi tận đâu về? Chơi lại đi chơi suốt ngày đi chơi đây. Vào đây để xem cô ấy gửi quà cho cô Hoa Hà Nội có gửi quà cho mẹ con này. Xem quần áo xem có vừa không. Thế không biết anh lại tài là. Dạ? Dạ không biết bà lại tài, lại yêu ảo. Ồ, sao mang cho con dao này cắt cái băng dính không vào này. Đây, được rồi. Ừ. Đây. Đấy. Đây là của em Mai Nguyễn gửi cho cô Hoa và cô Hoa đã gửi cho cháu nhá. Đây, tìm xem này khoác vào thử xem có vừa không nào. Đấy, rất là nhiều quần áo này. Trong này còn rất nhiều, mình chỉ lấy ra 1-2 bộ để cho em đi xem thôi. Cái này là quần. Ừ, trời nhìn như dân Hà Nội thế này. Gửi cho năm mẹ con đấy nhá, nếu mà ai mặc vừa cái nào thì mặc nhá. Để xem trong này xem. Trong này là của cô Hoa. Đó. Cô đóng rất là cẩn thận đấy. Cô làm đã ủng hộ rất là nhiều các cái món quà đến với các cháu ở vùng cao và những cái hộ khó khăn. Hôm nay cô lên chỗ nhà hàng ăn còn cho chị ạ 500. Chị ạ cơm điếc ở nhà mình ấy thì thường thường các fan lên ấy toàn gặp là cứ cho tiền nên là ủng hộ cho chị. Chị cũng vui phết các bạn ạ. Cười cả buổi luôn. Trưa nay là đi chợ luôn. Sáng nay được tiền xong là trưa đi chợ luôn. Mua váy hay sao ấy? Ờ đấy chị ạ, cơm. Ui chịu khó lắm. Sạch. À. Đây là quần áo kiểu quần áo ấm quá. Quần áo mới à? Này, đến mùa đông thì mặc cái nào mà không vừa thì cho em. Thằng cu ấy. Quần áo rất đẹp. Đấy con cảm ơn tới cô Hoa đi. Con cảm ơn tới cô Hoa. Cảm ơn cô Hoa. Hôm nào lên nhà con chơi. Vâng. Mời cô lâu chơi. Lâu cô bà này lâu hôm nào lên nhà con chơi cái ní. Hôm nào lên nhà con chơi. À, rồi, rất là cảm ơn nhé. Thì hôm nay thì đây là món quà của cô Hoa, còn thông báo cho vừa nãy vừa nói với gia đình rồi. Thì chắc chị Ánh cũng chưa nắm được với là cháu chưa nắm được là có một người anh lúc nãy mình vừa mới thông báo cho các bạn ấy. Thì đây có anh chị Yến Vương có gửi tặng cho 5 triệu để xây thêm cái phần bếp nhá, xây bán mái ra để lợp cái mái ra để làm cái bếp bé bé thôi.
gọi là có bếp chứ không phải là cầu kỳ nội thất các thứ đâu. 5 triệu thì đủ xây vòng quanh, nói chung là có bếp xây vòng quanh và 5 triệu nữa để mua gạch hoa. Đấy, lát nền. Chị Yến Phương đã gửi tới cho mẹ con chị để làm cái bếp, chị cảm ơn chị. Rồi. Anh Phương. Vâng, đấy, những cái món quà rất là ý nghĩa kịp thời đến với gia đình. Thì đây là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ở xã các bạn ạ. Mẹ đơn thân, sao thì các bạn biết rồi. Còn ba đứa con, một đứa lấy chồng thì có con nhỏ đấy, cái cả ấy. Thì hoàn toàn là con rể tự làm hết, tự tay làm hết. Đấy, xong là tiếp tục là đến một đứa đi học cấp 3 và một đứa thì đi học lớp 6 nhờ, thằng cu út là học lớp 6 à? Học năm nay lên lớp 2. Lên lớp 2 à? Ừ, có 6 tuổi. À 6 tuổi, quên mất là mình là bảo học lớp 6 không phải. Năm nay lên 7 tuổi, hơn đứa con mình 1 tuổi à? 1 hay 2 tuổi gì đấy đó. Bé tí nhưng mà nhìn thằng đấy nó to nhỉ? To, nó người cao. Ừ, đây mai sau xây bếp thì như thế này này. Bên kia nó có gian lồi gì thì chắc bên này mình xây lồi ra một tí để mở cửa vào đây luôn này. Tại vì đây nó có cái hè này, có cái cột ở đây này. Thì mình có thể xây lồi ra đây luôn, theo cái hình cột này luôn thì đi từ hè mở cửa bếp vào đây luôn. Bếp thì tại vì do cái tả ly kia nó không vuông được với nền như như chỗ này thì mình chắc là mai lấy máy bấm vào chỗ này. Bấm vào đây. Bấm vào đây xây lồi ra kia, xây đơn giản thôi nhé, xây một bờ tường như này, một tường đấy khóa vào trong này. Và trong này có thể thiết kế một cái nhà tắm nhỏ nhỏ ở đây để mẹ con tắm xong là lấy thoát nước ra kia. Còn hệ thống bể phốt, nhà vệ sinh thì thật sự là nó cũng không đủ tiền đâu. Thì mình xây gọi là cái bếp có nhà tắm, mai sau ví dụ có điều kiện thì mình làm những cái phần phụ sau. Có cái bàn chặt ở đây, bàn chặt bàn bếp ga ở chỗ này. Đấy, cửa vào kia, vào đây. Xong ở đây có cái nhà tắm. Đấy, cơ bản là vậy thôi. Bán mái, xây mái từ kia ra. Bán mái vào bằng plô thôi. Đấy. Còn hiện tại thì phần mái thì vẫn chưa có điều kiện để làm thôi các bạn ạ. Nên là cũng rất là mong các nhà hảo tâm giúp đỡ phần mái là tôn xốp. Nếu mà bây giờ mà tận dụng cái plô thì cũng được thôi, plô gia đình cũng được thôi. Nhưng mà mình nghĩ là không thể ở được. Vì nó rất là nóng các bạn ạ. Đây nó không phải vùng cao hẳn. Đây nó là vùng trên nghĩa lộ chắc thì khoảng độ 100m đó, cái độ cao chênh lệch ấy. Nó chỉ hơn tí nhìn đồi núi thế này thôi nhưng mà nó không phải là cao lắm. Nên là cái việc lợp plô là mình nghĩ là không khả thi được. Vì nó quá nóng, không có trần, không đổ mái nên là chắc mình nghĩ không ổn, nó vẫn phải lợp tôn thôi. Còn cái phần bếp là lợp bằng plô. Riêng cái phần bếp ấy, còn phần nhà thì có thể lợp bằng tôn. Thì mình sẽ bảo anh Quỳnh lên đây đo đạc rồi giúp. Thế nhưng mà hiện tại số tiền vẫn đang còn thiếu. Và cái phần gạch hoa thì bác ấy gửi 5 triệu thì cũng ổn. Có thể mua gạch hoa lát ở trong nhà. Nếu phần hiên không đủ thì láng xi măng cũng được. Nhá. Đấy, vì cái kế hoạch xây bếp là vậy. Mai sẽ cho anh Tuyến múc qua cái chỗ này đi để cho nó bằng đẹp. Đấy, từ hiên, khi mà bước từ hiên ra thì đi ra bếp thì nó có cái mái này nhá. Thì nó không phải cọc đâu. Đấy, nó mái ra tận qua cái này cơ, nó ra tận đây này. Giò danh nó ra tận đây cơ mà. Nên là cái việc đi lại ở hiên này là rất là thoải mái, yên tâm. Dạ. Vâng. Ok bà. Mai chat đến chỗ này nhớ đục cho anh cái ấy nhá. Hai cái ô thoáng ở đấy nhá. Để hai cái ô thoáng cho anh, bên kia hai cái ô thoáng cho anh. Ờ. Mình cứ để ô thoáng ra, nhìn nó thoáng mà nó mát cửa mát nhà. Ừ? Để cô thoáng ra, mình nhà mình có điều hòa đâu. Để cô thoáng ra. Xây nhỉ. Bên này cũng hay cô thoáng ra. Nhà không có ô thoáng nhìn nó bí. Kể cả nhà xây các bạn làm cửa thì vẫn phải có cái ô thoáng mà. Ô thoáng bằng kính ấy.
khi mình đóng cửa nó vẫn cứ thoáng. Đấy, nhìn nhìn cái cửa chính này với cái cửa sổ nhìn nó khác nhau hoàn toàn. Tối đóng cửa nó vẫn không bị bí, hiểu không? Nó có khí vào chứ bịt kịt vào đóng cửa sổ và bịt tịt là dở đấy. Chuyện này là không hay già thế này cảm ơn con đã vâng làm căn nhà cho các cháu ở. Vâng. Cảm ơn. Nói tiếng Khơ Mú là gì? Vườn dừa con đang vườn rò vườn vườn dừa vườn ron ron vườn ron vườn ron 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 ron. Ok, hôm nay thì cũng mình định lên từ trưa để cùng với anh em thợ làm bữa cơm ở đây, nhưng mà hôm nay chưa tìm được thợ thì lên đây thì buổi chiều tối các bạn ạ. Thì cơ bản anh em cũng đã chát được cái phần trên rồi, bắt đầu là sang cái phía bên phòng ngủ này. Phòng ngủ này bây giờ mà có ấy thì chít luôn thì đẹp quá nhỉ, có cái cây sắt đấy. Này là vuông chắc phải dùng cây vuông 448 thì chát vào luôn thì mai sau đỡ phải bắc thang lên chát. Đấy, bây giờ là sang phòng ngủ rồi nhé, sang phòng ngủ thứ hai rồi. Phòng ngủ này thì yên tâm, rộng rãi thoải mái, rộng nhất. Còn bên này thì mai thì làm sao mà thằng ấy ơi, sao không xem là gọi thêm, liên hệ thêm thợ đi. Tối về à? Ứng tiền trước thì cho nó ứng chưa? Thì mấy ông đi làm trước là lấy hết tiền rồi. Ừ. Gần như là đi làm ngày nào lấy tiền ngày đấy luôn. Cũng được mà, lấy tiền ngày nào trả tiền ngày đấy thì anh đằng nào anh chả phải gửi. Thì bây giờ phải tập trung vào làm cho nó nhanh chứ một mình thế này lâu lắm. Tối để anh hỏi xem có ai ở dưới kia không. Nên làm cho mấy buổi chat này chắc nó rơi vào khoảng độ, nó còn liên quan đến cả ốp láp nữa, cả bếp nữa. Nên là không phải đơn giản đâu. Lâu phết đấy. Tập trung khoảng 3-4 thợ làm thì nhanh mà. Nhà này mới làm được có ngày, hôm nay là ngày thứ 11 nhé. Nếu mà một mình nó làm như này là cũng nhanh rồi, không phải là chậm đâu. Làm này là cũng nhanh rồi đấy. Ok, cơ bản vậy thôi nhá. Em về đây. Mai để tối về em tìm thợ thuyền xem có thêm được người nào không về làm cho nó nhanh chứ không một mình này lâu lắm. Nhá. Vâng, vâng. Em về đây. Ờ, về đây. Cảm ơn yor am ơn ron am pratran. Ok, công việc ngày mai thì mình sẽ cho anh Tuyến san sửa lại cái nền bếp này. Có thể hạ, nếu mà hạ xuống được cái này thì hạ xuống. Chỉ sợ vướng vật liệu này thôi. Xong là phải cho gọi thêm thợ vào để chat cùng với con rể, với thằng em Tươi các bạn nhé. Có lẽ là video mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh để giúp đỡ đến gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày mai. Chào các bạn. Đi về là cái gì nhỉ bà nhỉ? Vekra. Ừ, Vekra. Ờ, Vekra. Phi xe qua suối. Vekra. Ô. Oh.